gần 4 năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng không còn xa lạ đối với những doanh nhân đất cảng. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung đầy tin cậy để những con người có cùng tâm huyết, chung tay góp sức đưa thành phố và đất nước phát triển vững mạnh, được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trên thương trường. Hiện nay, với hơn 250 doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội đã hình thành 15 nhóm ngành hàng tiêu biểu. Cùng với thành lập 9 trung tâm hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố đã cho ra đời Trung tâm Văn hóa Doanh nhân nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp các doanh nhân và doanh nghiệp thành viên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Khi được tham gia những phong trào của thành phố, họ rất là yêu mến và càng yêu mến ca hát hơn, bởi vì chính nó đã góp cái phần đem lại nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần cho bản thân mỗi một doanh nhân ở đơn vị của mình, và đồng thời đem một cái doanh nghiệp của mình, câu lạc bộ ca nhạc của hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến ngày hôm nay đã lựa chọn đến khoảng độ gần 50 các cái thành viên tham gia. Đấy, chưa kể những cái diễn viên múa mới xin vào câu lạc bộ. Doanh nhân đã mở được 4 khóa bồi dưỡng kiến thức thanh nhạc và lý thuyết âm nhạc cơ bản cho gần 100 doanh nhân. Câu lạc bộ ca nhạc thuộc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân được thành lập hơn 2 năm nay với các thành viên là hạt nhân của các lớp nhạc lý, đã góp phần đưa phong trào văn nghệ ca hát trong các doanh nghiệp phát triển mạnh. Sau những giờ lao động căng thẳng và mệt mỏi, các doanh nhân lại hội tụ về đây cùng cất cao lời ca tiếng nhau vượt qua những khắc nghiệt trên thương trường. Thông qua hoạt động này, nhiều tấm gương tốt, các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất được tôn vinh, ghi nhận, góp phần động viên, khích lệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp. Với lòng đam mê và nhiệt huyết, các thành viên trong câu lạc bộ ca nhạc doanh nhân đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ trong các chương trình lớn như chào mừng thành công hội nghị APEC, biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố, đất nước.